Như mọi người đã biết thì tô vít là một dụng cụ rất quen thuộc đối với tất cả mọi người, hầu như ai cũng biết đến cái dụng cụ này. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một kiểu tô vít, đó là tô vít 4 cạnh của hãng Elora, sản xuất 100% tại Đức. Tô vít nó có rất là nhiều kiểu, như là tô vít 4 cạnh, tô vít 2 cạnh, tô vít sao, tô vít hoa thị. Thì mình sẽ giới thiệu lần lượt từng mỗi video, mình sẽ giới thiệu một cái loại tô vít cho mọi người xem nha. Model của cái tô vít 4 cạnh này là 547-BH1. Tô vít 4 cạnh thì nó có 4 size là BH1, BH2, BH3 và BH4. Đây là tô vít 3 ke, nhiều người gọi là tô vít 4 cạnh hay là tô vít đầu cộng. Gọi là tô vít đầu cộng bởi vì mình khi mà mình nhìn trực diện vào cái đầu tô vít nó ra hình dấu cộng thì có người thích gọi nó là tô vít đầu cộng. Đây là phần cán, đây là phần lưỡi. Phần cán dài 85mm, phần lưỡi dài 60mm. Tổng chiều dài của cái tô vít này là 145mm. Nó nặng chỉ có 23g thôi, rất là nhẹ. Phần cán được thiết kế theo khuôn nắm tay, cầm rất là êm do được làm bằng cái nhựa mềm cao cấp của hãng Elora. Trên cán có ghi dòng chữ Elora là tên của hãng. Bên này có ghi là Made in Germany, là sản xuất 100% tại Đức. 547 là model của cái tô vít. Ở đây có cái lỗ treo dụng cụ, khi mà mọi người sử dụng xong chúng ta có thể treo lên kệ hay là gá đỡ gì đấy. Phần lưỡi tô vít thì được bao phủ một cái lớp phốt phát màu đen chống mài mòn